Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Blue Zone nhé. Hôm nay mình sẽ quay trở lại cảng keo anh em ơi. Lâu lâu làm cái cảng cho anh em xem mở mang tầm mắt chứ. Mình thì mình cũng ít đi cảng lắm anh em à. Vô đây không có đồ chạy lông nhông nó gạt giò thì thấy mẹ. Ok thì hôm nay mình sẽ làm clip solo squad đi vào cảng keo anh em nha. Rồi, hai team luôn. Chiếc này mà không có nữa thôi bỏ cản anh em à. Nghèo quá nghèo rồi. Rồi, được cái lục đây. Một cái lục đầu bò. Đây có cái gì không đây? À đây SLG. À. Rồi nhảy xuống. À nhảy xuống anh em à. Chạy đi đâu bé ơi? Bé ơi lại đây đi nào, chạy đi đâu nữa mà chạy. Không có súng mà chạy. À thằng cái con này chạy. Thì thôi đi lượm đi mà còn chạy nữa. À phía bên kia vừa thấy thằng nào anh em à. Vừa thấy thằng nào thôi để cho nó loot. Ok kìa mẹ qua đây loot mà cũng rớt cái máy vi tính nữa anh em à. Anh em nói cái đó là cái gì, medkit hay là first kit gì, nó là cái máy vi tính đó anh em. Rồi loot đồ một tí đã. Rồi thằng nào chạy ra đây công luôn, mới chưa chơi mà công rồi. À đấy, à đây cam, cái này thì cam. Anh em nói con này con boss đó đi, cái đậu phòng thằng này tính lại nó làm thịt mình anh em à. Mẹ tính làm thịt hả? Đâu được, đâu được bé ơi, muốn làm thịt anh đâu dễ. Rồi mới đây nó bò nó mất tiêu ta. Rồi đi rút đây coi không, đâu rồi, hello. À đây được cái sóc lọ, đâu rồi, chạy ra, chạy ra đây. Thằng này boss hả? Người thằng người anh em à, mẹ nó chạy đi luôn rồi anh em ơi. Hết đạn rồi, thôi bỏ bỏ đời này coi như bỏ. Thằng boss đâu đây, thằng boss chạy ra đi, thằng này bắn đau dữ ta. Cái này thằng boss này, mấy thằng boss giờ này nó khôn, nó núp ở sau mấy cái cây không anh em ơi. Gạt luôn thằng boss này cái đã, gạt luôn thằng boss, gạt thằng boss thì để nó để trứng. Rồi hết đồ chơi rồi. Rồi phía bên kia sấy quá sấy rồi anh em. À được cái M4, im quá là tuyệt vời. Có cái súng cháy như thế này quá là tuyệt vời luôn. Né né ra đây loot đồ bé coi. Còn có gì ở đây không? Wow, màu 7 luôn nè. Loot chớp baby. À thằng ganh con nó chui vô đây nó núp anh em ơi. Xong đời mày với tao rồi. Rồi núp hả? Ra đây cover đi. Ra đây cover đi. Ra đây cover. Đẩy mày luôn nữa chứ còn đợi gì nữa. Rồi hello. À bắn cháy, cháy đi, cháy đi kìa, cháy đi. Rồi dính đạn rồi, làm sao mà chạy được nữa. Ra đến cover đồng đội hả? Đâu được. À thằng này giàu dữ anh em, có cấp 6 luôn nè. Rồi phía bên trái có thằng nữa nè, phía bên trái có thằng chuẩn bị công mình nữa chứ. Ảo ma thằng này làm sao người được nó đi. Mày để bắn nỏ gì đây, mày để bắn nỏ này đi. Cạch cạch là cái như bắn hụt rồi đó anh em. Anh em thấy cái cây mũi tên nó bắn hụt rồi chứ còn gì nữa. Cái thằng này chơi điếm thực sự, nó nghĩ mình không có giáp anh em à. Thằng quý ngoài này nó còn ngoài này không ta, không thấy chiếc xe nè. À, thằng này nó định ảo ma TikTok nè anh em. Thì được rồi, phía bên trái có thằng nữa nè. À đi đâu mà chỗ mà vàng dữ vậy bé ơi, này thì nãy nhanh thắng lẹ nè. Rồi clear team ngoài luôn rồi. À mình gạt anh em ơi, mình gạt. À thằng nào đây, má thằng này nó lẹ cho ta, vừa thấy nó hình nó đảo bên kia rồi. Hello. À đứng cao, đứng cam này, cao rồi. Gạt hết anh em à, vô đây là gạt hết, đừng để nó đẩy trứng. Ok, không có ai hết đâu, có ai không? Hello. Rồi cái khu keo chỗ này thôi, hình như là clear thì phải. Rút đồ ra, thằng này nó giàu dữ trời, nó rút đâu mà nó giàu dữ, nó nhảy sao mà nó giàu quá anh em. Còn mình nhảy trước thì chả có cái nịt gì à. Ok anh em chờ mình sàn đồ một tí đã. Mới nghe thằng nào bắn đâu đây mà. Hello. À có chiếc xe ở nhà.
lú lú cái đầu lên, lú cái đầu lên, này nó khôn lắm, nó khôn lắm. Rồi đưa cái đầu ở đây, đưa cái đầu ở đây, có lên xe không? Thằng này khôn quá anh em ơi, mới bắn vài phát nó đảo như găng lạc. Rồi thằng bé anh thầm nó núp luôn rồi. À đây, đây cái ở đây không quá. Quỷ này nó xé kêu gì không biết, chết thằng ngựa chết thằng boss đâu đây à. Vậy là trước cái nhà trước này còn người anh em ơi. À nó xé mình kìa. Má kêu gì xé dính như các bạn. Vậy sao tôi lú cái đầu ra được? À, nó Uzi mà nó bắn xa 50m, 100m thế này thì kìa. Thằng này bắn ghê thế nha. Má bắn 50-100m mà nó xé dính dễ sợ. Ờ à, có thằng nào chơi sóc lọ nữa này. À lụm cái tivi tiếp. À nhầm, lụm cái máy tính tiếp anh em ơi. Bây giờ không có máu nhiều thôi, lụm phòng hờ đó để có mà xài, chứ nhiều khi cần nó lại không có. À, thằng nào chạy đây? À thằng boss anh em ơi, bể đầu một phát luôn. Rồi chắc chắc anh ấy đã nghe tiếng mình rồi, anh ấy xa đảo nữa thôi. Rồi bé đâu? À đây, bé chỗ này phải không? Bé ở đây chứ còn đâu nữa. Bé ơi, bé chạy đi đâu? Đây đây đây, thằng bé âm thầm, thằng bé âm thầm, thằng bé âm thầm. À, đảo rồi, đảo rồi. Mé cái kèm mình có 30 viên hả? Rồi xong rồi. Chán dễ sợ không? Phải cái này băng đạn 40 viên là kết liễu đời nó rồi. À thả hổ về gần rồi. Cuộc sống này khó đi bo anh em à. Thôi vòng ra ngoài này thôi chứ ở trong đó mệt lắm. Còn bé đâu? À nó lại đứng trên cái trụ nữa kìa anh em thấy không? Cứ nhấp nhô, cứ nhấp nhô, nó tìm mình cho bằng được. À đây nhấp vô ngó đảo, ngó đảo, ngó đi. Đứng ở lâu một tí nữa đi. Đã gần hết đạn luôn rồi. Nhấp nhô nó lú đầu ra nữa. Qua đây chơi tiếp luôn. Thằng này nó khôn lắm, khó mà ăn thằng này đó anh em à. Nhiều khi chết với thằng này luôn cũng không chừng. Gần hết đạn mà bo nó sắp thu tới đích luôn rồi. Không biết tình hình ngoài này sợ không có xe nữa chứ. À đây có đạn này. Ừ nó cháy, nó cháy, nó cháy, nó cháy. Bình tĩnh bạn ơi. Làm gì đâu mà căng quá vậy. Bình tĩnh thôi nào. Vì gì cũng phải bình tĩnh. Lú cái đầu ra coi. Hello. À nhấp nhấp. Được, được, đưa cái nhóm này ok. Và có lẽ là mình đã lia cái khu cảng này rồi anh em. À thằng đó nó trên nó nằm bắn nữa. Một tí nữa là thôi, coi như xong đời mình rồi. Ok, ra lút cái này là té luôn anh em ơi. Lên xe té cho nó lẹ nè. Đi vòng vòng nãy giờ không có chiếc xe, mới quay ra ngoài đầu cảng thì nó lại có chiếc xe anh em à. Ghé qua bộ trên kia mua một tí đồ đi luôn. À, bây giờ bo nó thu vô còn hai mấy người nữa. Anh em thấy không? Ở ngoài cảng lúc nào cũng đông, nhưng mà khi mà chúng ta đi vô bo rồi thì không có ai hết. Ờ, à, vừa nhắc luôn này. Thằng này, thằng này không nhớ thằng boss. Chạy đi đâu không chạy? Ờ, à, hên nữa ta. Má phớt nha cái nón của anh ta luôn anh em à. Rồi bò đi đâu? Thằng này đi bộ thế nào cũng có đồng đội thôi anh em ơi. Mà giờ không biết nó nằm đâu ở đây. Chạy vào đây coi. Con trẻ nó bò lẹ lắm. Mấy thằng đó nó vậy chứ nó bò nhanh kinh khủng. Nó núp ở đâu rồi không biết. Ờ à, thằng nào đi đây? À đi lên đồi. Thằng này đi lên đồi. Nhìn đâu mà nhìn. Hàn Quốc này. Này thì nhìn. Nhìn với chúng tôi ha. Nhìn đi. Bò ok, thằng này bò. Đảo, đảo, này thì đảo. Lút đồ đã này coi có gì không. Ồ hai cái cầm be luôn. Quá im, quá im. Thì cố gắng quay xuống lại gạt kia ra để nó sống là nó để trứng anh em ơi. Nó kêu đồng đội là nó dí mình sắp mặt. À bò ngoài đồng vô hả bạn. Ok để mình qua đây coi. Đâu rồi không thấy nè. À đây đi sao. À, ở sao đóng rơm hả. Còn ở đâu nữa.
bò ra lẹ để người ta gạt rồi người ta còn đi làm công việc khác nữa, bò ở đây bò tới bò lui rồi anh em à. Ok qua đây rồi, có chai xà mót nhả ra luôn, đút đồ cho nó an tâm nè. Ông này cũng được chứ không không mấy giàu. Nè, hồi nãy mình mua cái cầm e mà chưa có lắp vào nữa. Thôi, đi luôn em ơi. Xa xa có cái thính đỏ vừa thả xuống nè anh em. Để qua đây coi. Cái chắc ở này gần cái cục thính được rồi. Thôi, tới đây dựng đi, lắp cho cái nhà này. Ở đây coi có bạn trẻ nào đi lại ăn thính không? Còn 29 người. À. Cái bên trái này lại có tiếng súng này. Tình hình này căng à. Đâu rồi? Không thấy chưa ta? Cái bò. Mẹ mình ghét nhất là cái bò về nhà tù của em ơi. Má cái bò đó trên đồi gắn nằm người đi à thằng bảo không. Nó nhá cho nó một cái mình chạy đi đâu rồi đấy. Cái chỗ này nó hơi thấp anh em, chỗ này nó hơi thấp. Không biết còn đồng đội nó không đây. Thấy anh ta có vẻ đi một mình đó. Hello. Nó đứng nó thủ sau cái cây luôn rồi anh em ơi. Thằng này cũng ganh ma chứ. À chỗ bơm. Trời ơi bơm đi đâu. Trời ơi bơm hả? Chỗ bơm đâu? Chỗ bơm đâu à? Ô là trời nó chỗ bơm ghê à. Má đó mà nó chỗ tới đây luôn anh em à. À, một chiếc xe quá chiến chiếc bất kỳ. Chắc có vẻ là chung team thì phải. Thôi. Ở đây xử cái bạn trẻ này đã. À đi 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 này đi này. Đi này, đi đâu mà đi. Bò đâu mà bò. Thôi kìa, hết đạn anh em ơi. Xe hộp, xe lỗi quá, xe lỗi quá. Ông Nhật Bản à. Trước mặt lại có tiệm bắn. Lấy xe ra lút ra. Hơi bị nghèo rồi, hồi nãy mình hết xu rồi. À phía trên đồi trước mặt có xe bót luôn này. Không biết có phải tìm bằng rẻ đâu nhỉ. Lại lút lẹ lút lẹ. Lút nhanh để nó bắn. Bắn này lẹ. Ôi, đau đau nha bạn. Đau nha bạn. Ôi thôi 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 thôi. Để tôi biết tí đồ mà ông làm gì ông bắn lại vậy. Ôi 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 ôi. Ôi thôi thôi. Cái gì chơi quạo chứ à? Lút tí đồ thôi mà quạo dữ dằn không biết. Đâu rồi. Vô đây ca mới được em ơi. Bo còn 40 giây nữa này. Ngoài bo rồi, mình ngoài bo rồi. À, thằng bé đang dậy. Thằng bé đang chạy. À, chạy chứ đâu. Hết đạn luôn. Chán dữ à. À, còn 7 viên mình lỡ nhấn nhầm anh em ơi. À, phải xem tên nữa là nó lụm đầu nó rồi. Để coi nó có đi ra ngoài nữa không nhỉ. Bo vào mà dễ gì không vô. Hello. Team này chắc có vẻ mình nghĩ là hai người. Đi đâu mà được. À, hai thằng anh em mà một thằng SKS nữa. Rồi à, thằng SKS phía trên đầu trên kia. Đó anh em thấy không, đó trước mặt này. Trước mặt khó quá, nói chung khóa rồi. UMP nó xả mình kìa. Ở đó đi. Có vô bo không thì bảo nào. Vô bo đi chứ còn đợi gì nữa. Không hoàng đếp đót đây rồi. Nóc nữa nè mà. Không biết team này chắc còn 3 chứ dễ gì còn 2. Đâu rồi. Má cái cửa này nó hơi thấp ở dưới nè anh em ơi. Nhả xà mót ra nè. Ông hoàng ghét đó đây rồi. Rồi. Thôi. Bò vô rồi. Vô đây lút rồi còn gì không. Trời ơi. Cái giáp 1 anh em à. Đấy không có xu lo đi kiếm người không. Không có xu, không có xu đi mua được cái giáp 3 ngon rồi. Thôi. Bây giờ đi té đi vô bò đi. Chứ bây giờ đi lên trên kia nó lại sấy cho. Bò vô rồi. Chắc sợ mấy ông này vô không kịp bò đâu. Vô bò thôi. Phía bên trên hồi nãy ơi có xe cái team của SWAT chứ trước bất kia anh em à. Qua vô cái nhà này coi vô trong bò không ta. Rồi vô nhà này có loot gì không. Rồi được 2 xu nữa. Thôi té đi luôn đi. Đây có tiếng súng nữa này. Vừa loot đồ một tí mà lại có bắn súng nữa. Ngon quá là ngon. Im quá là im. Cho tham dự cho nào các bạn ơi.
bắn đi được, quá là được luôn. Nào 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 cái gì nữa mà nào 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 luôn đi, rồi gạt luôn một tia mày, gạt luôn, gạt luôn, cố gắng gạt luôn. Đâu rồi, bò chưa đâu mà bò, một tim nè, bò nấp hồi máu, hồi máu này thì hồi máu, hồi máu nó đi. Còn thằng bé đang, còn thằng bé đang cố gắng cứu 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 cứu. Đâu rồi, trên này còn không, thằng bé, thằng bé đang chạy. Ok, và chúng ta đã xử luôn hai team trong vòng 30 giây anh em ơi. Bò vô rồi lại đang lút đồ đi vô bò thôi chứ còn có 6 người nữa này, bò hơi bị gắt luôn á. Đâu rồi, bò trên này không biết mấy bạn trẻ ở đâu ta. Coi chiếc buggy, im lặng nào để cho chiếc buggy đi qua đã. Còn 5 người nữa, hơi khó nha anh em ơi. Để coi thằng này có chọi chọi đồ đó coi nó có được không. Không lẽ nó đứng trong nhà ta. Cho nó cháy lửa đã. Ok, cho mình cháy lửa đã. Ơ à, chọi hơi bị ngáo anh em ơi, chọi gốc cây rồi. Nó đâu rồi ta? Mới đây đâu đảo lẻ chứ. Mẹ đúng là thằng này áo ma. Cái này nó hết speed hay gì á, nó chạy ra mất tiêu rồi anh em ơi. Thôi áo ma rồi, thằng này để kiếm chỗ nó nằm cỏ rồi chứ đâu. Rồi chuyến xe lần đâu đây nữa. Rồi chết thì một ông nữa rồi. Rồi vậy là còn 3 ông he nữa thôi. Mấy em trà này núp kỹ chứ, bo cuối này núp kỹ chứ ta. Em nội này bo cuối núp kỹ quá thôi, mình cũng phải cố gắng scam lấy top 1 cho anh em nha. Má bo cuối mình nó núp như thế này mà bo bên kia nó rồi. Có nét này, quá ư là được, có nét. Còn 10 game nữa thôi, cố gắng cái top 1 thôi. Ê ơi, cái bo này dùng không đầu chống đầu chọc như thế này làm sao đi ra anh em. Mẹ bò vô anh em à. Nếu mà mình đó làm trận này không được top 1, anh em thông cảm cho mình nha. Bò khó quá. Solo squad mà gặp bò như thế này thì kể như cụ đi chân lên top luôn. Cụ đi về dưới đất mẹ rồi anh em. Trời ơi, bò kiểu này chết tôi luôn rồi anh em ơi. Cầm cái cây này đã. À đây, thằng bé bên trái. Ơ, thằng nào thằng cầm chốc lọ ở đây nữa. Ôi trời, bo nó đốt đào quá. Ôi nghiến máu đã, nghiến máu đã anh em ơi. Thằng nào nằm đâu đây nè. Giờ anh em còn chơi sóc lỏ nữa bạn. Này thì sóc lỏ cho trên nét tôi cho thấy bà bạn luôn này, sóc lỏ. Nghe tiếng ở đâu đây nè anh em à. Sóc lỏ hả, này thì sóc lỏ. Đâu rồi, bò đi, bò về đồng đỏ cái đi nào. Có cái cây này không nhỉ? Rồi bò ở đó ha, cái cây đằng này phải không? Không biết nó có ở cái cây này không ta, để chơi bừa thử cái nào. Ok, và anh em thấy clip này đừng quên nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Bye bye anh em.